Trước tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, Ban chỉ đạo 197 phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã điều tra cơ bản, nhận diện vi phạm để có biện pháp xử lý, đồng thời triển khai xây dựng tuyến đường Lê Thanh Nghị làm điểm về trật tự giao thông, trật tự đô thị. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã giao Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa chọn tuyến Lê Thanh Nghị làm điểm về trật tự giao thông, trật tự đô thị. Với vai trò chủ công, Công an phường Bách Khoa đã tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm các quy định, không bày bán, lấn chiếm lòng đường, hè phố, đặc biệt triển khai các tổ tuần tra kiên quyết xử lý vi phạm. Nhận cái tuyến Lê Thanh Nghị là cái tuyến điểm để duy trì công tác trật tự giao thông, trật tự đô thị, do là nó là cái tuyến xuyên tâm, xuyên trục giữa liên các phường gồm có Cầu Dền, Bạch Mai, Bách Khoa, Đồng Tâm và liên quan đến phía bên kia là của quận Đống Đa nữa. Ủy ban nhân dân phường cũng đã thành lập các nhóm chat riêng của từng tổ dân phố trên mạng xã hội, tập trung tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Theo đó, khi phát hiện các hành vi vi phạm như ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, chở vật liệu phế thải gây mất vệ sinh môi trường, người điều khiển phương tiện là mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, tạo thành xe dù, bến cóc, gây mất trật tự an toàn giao thông, người dân có thể thông báo đến cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.